Chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Bonsai Mini Thanh Ngân. Hôm nay là mùng 10 tháng Giêng ha. Hôm nay thì bên em sẽ tiếp tục lên một số cây cảnh nhà vườn bên em nha cô chú anh chị. Rồi, ngày hôm nay cây đầu tiên bên em giao lưu là cây kim phát lộc, hay còn gọi là cái dòng này là dòng sơn liễu lá rí, dòng Indo nha cô chú anh chị. Đó. Đây, cây này thì bữa rồi bên em cũng có lên thường xuyên hơn ha. Rồi, cây đầu tiên bên em giao lưu có một cái bộ rễ nó rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đây, hãy nhìn giúp em nha. Đây, bộ rễ nó lên như thế này. Đó, những cái rễ nè. Đó, những cái bộ rễ nó mọc xung quanh lên ha. Và nó lên cái cây bộ rễ chính ở đây ha. Cây rất là già luôn. Nhỏ bằng khoảng nhỏ hơn cái ngón tay út của em nha cô chú anh chị. Cái thân rễ, cái rễ lên nè, nó nhỏ hơn cái ngón tay út của em luôn nha. Rất là nhỏ luôn nha cô chú anh chị. Đó. Nhỏ thôi nhưng nó rất là già nha. Cây này thì bên em trồng là khoảng độ 4-5 năm rồi mới được như thế này ha. Thế của cây là một trực một bay cho em nha. Rồi, tàn nè, chi nè, bên em tàn chi bên em chia tay đầy đủ hết rồi nha cô chú anh chị. Đó, cây khá là đẹp mắt luôn nha. Nhỏ thôi. Và được trồng trong một cái chậu nhỏ như thế này ha, mình có thể là để ở trên cái bàn trà ha. Để mình có thể để trên cái bàn trà nè. Để nơi góc học tập của mình hay là một cái kệ nhỏ, mình bước ra bước vô trong cái phòng của mình đều rất là đẹp nha cô chú anh chị. Nhà cô chú anh chị nào mà dạng là mình có một cái vách ngăn mà dạng là thiết kế theo cái kiểu kệ ngăn giữa phòng khách với lại cái bậc thang lên lầu á, mình có thể để cây này tại cái vị trí trên cái chỗ đó, nó cũng rất là đẹp nha, tạo cái điểm nhấn riêng luôn. Rồi, cây khá là già nha. Em xin phép được đo thông số của cây luôn. Đầu tiên là chiều cao của cây. Chiều cao của cây là được 11. Tán dài của cây. Tán dài của cây là được 12. Tán ngang của cây là được 9. Đó, cây khá là nhỏ thôi. Đó, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cây đầu tiên bà đem giao lưu cô chú anh chị giá là 1 triệu. Cô chú anh chị ưng ý liên hệ đến số điện thoại là 0902781725. Riêng cái dòng cây này á, thì bên em sẽ bao phí ship cho cô chú anh chị nha. 1 triệu là mình sẽ sở hữu được cái cây luôn, không có quan ngại tới vấn đề là ship hay như thế nào nha. Em xin phép được qua cây số 1 lên cây. Mình xin nói thêm về cái dòng cây này nha cô chú anh chị. Dòng cây này nó như thế này. Mình nuôi nó từ nhỏ rồi mình phải chỉnh sửa sẵn cái chi tai nó sẵn nha cô chú anh chị, nó được ra cái thế như thế này nha. Cây này lá rất nhỏ nha, nói gì mà chơi mà cây kiển mà siêu mini là nó là gọi là cũng như đỉnh rồi đó nha. Lá rất là nhỏ, rất là chi ly nè cô chú anh chị, nhìn xem nè. Đó, lá nó như thế này nè, lúc nào nó cũng lên cái vuông cái tược đỏ, nhìn đó. Cây cái sức sống hay là cái phong thủy rất là tốt nha. Kim phát lộc nha cô chú anh chị. Cây này đó, thì bộ đế bộ thế đều có hết nha. Cây này bên em định hình từ rất là nhỏ luôn nha cô chú anh chị, để nó ra chi tay như thế này nha. Đó. Rồi, em xin phép được qua cây số 1 lên cây số 2 ngày hôm nay. Rồi, cây số 2 bên nhà em giao lưu nha. Cũng là dòng kim phát dòng sơn liễu lá rí, tên là kim phát lộc nha cô chú anh chị. Rồi cây này á thì cái thân cây ở phần đường rễ ha, nó ngang ngang với cái ngón tay út của em nè. Đây, nó ngang ngang với ngón tay út của em nha. Đó. Cây rất là già nha cô chú anh chị. Những cây như thế này thì bên em trồng chắc cũng cỡ 4-5 năm hơn. Nó có những cái bộ rễ mà nó khoảng cỡ ngang ngang cái ngón tay út á của em như thế này nè, thì trồng nó sẽ từ 4-5 năm trở lên nha, có khi là hơn luôn, và được thuần chậu nha cô chú anh chị. Đó. Cây bên em cũng định hình tai chi đồ hết rồi nha. Đó. Rồi, những cây như thế này rất là đẹp luôn. Và cây này nó chịu nhiệt được nha cô chú anh chị. Không phải ha, để ở bên ngoài ban công cũng được, mình để trong nhà hay là phòng lạnh đều được luôn nha. Đó. Rồi, em xin phép được đo thông số của cây. Đầu tiên là chiều cao của cây. Cây này có chiều cao là 15. Tán ngang của cây. Tán ngang của cây là được 9. Tán dài của cây là được 15. Rồi, đó. Cây này thì bên em giao lưu với giá là
700. Giá này là bên em bao phí ship cho mình rồi nha cô chú anh chị. Ưng ý thì liên hệ đến số điện thoại là 0902 781 725. Đó, bên em những dạng cây này là cô chú anh chị về mà mình dạng phối tiểu cảnh á, thêm nhà, thêm những cái hai ông ngồi đánh cờ đều rất là đẹp luôn nha. Mình phối tiểu cảnh thêm nha. Đó. Hoặc không thì mình cứ để như thế này mà mình chăm nó thôi, mình cũng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi, em xin phép được qua cây số 2 lên cây số 3 ngày hôm nay. Tiếp theo sẽ là cây số 3, nhà vườn bên em giao lưu cùng cô chú anh chị nha. Cây này á, thì nó là cái thế trực cho em thôi nha. Và nó có những cái rễ nè. Nó đun mấy cái rễ nhỏ ra lên nha cô chú anh chị. Đó, nó giống như là cái rễ nôm vậy, nhưng mà nó rất là nhỏ. Cái rễ nó như sợi tơ, sợi chỉ. Nó rất là nhỏ luôn á. Rồi, lên cái gốc là từ cái chỗ vị trí này nha. Đây, khá là già nha cô chú anh chị. Đây bên em nè, bên em phải định hình nó từ hồi nhỏ luôn để dễ dàng cái tạo thế hơn. Mọi người để ý kỹ, sẽ có một cái cọng kẽm, cái này không phải cọng kẽm mà cọng dây đồng ở trong dây điện á, nó rất là nhỏ luôn, để mà bên em quấn và tạo hình nó khi mà còn rất là nhỏ, để nó cố định cho nó ra được cái hình hài như thế này luôn nha. Tại vì bên em trồng là ương, nói chung là cũng rất là khó khi mà lên được một cây như thế này nha. Cây này là tầm cỡ 2 cho đến 3 năm rồi nó mới được như thế này nha cô chú anh chị. Rồi, em xin phép đo thông số của cây. Đầu tiên là chiều cao của cây. Chiều cao của cây là được 10 cm. Tán dài của cây là được 8. Tán ngang của cây là được 6. Đó, cây rất là nhỏ luôn nha cô chú anh chị. Đó, được trồng trong cái bình dạng như thế này ha. Mình để trên góc học tập của mình đều được nha. Đây nè, nó ngang ngang cỡ cái bàn tay của em, để cho cô chú anh chị hình dung rõ hơn ha. Đây. Rồi, cây này bên em giao lưu cô chú anh chị giá là 300. Giá 300 nha cô chú anh chị. Giá này thì bên em sẽ free ship nha. Đó. Riêng dòng cây này là bên em free ship nha cô chú anh chị. Đó. Còn những cái loại cây khác thì bên em sẽ báo cái ship cụ thể nha. Rồi, giá 300 thôi. Mình sở hữu một cây như thế này, cô chú anh chị ưng ý thì liên hệ đến số điện thoại nhà vườn bên em. Em xin phép được qua cây số 3 lên cây số 4 ngày hôm nay. Tiếp theo sẽ là cây số 4, nhà vườn bên em giao lưu nha. Cũng là sơn liễu lá rí dòng Indo, bên em thì thường kêu nó là kim phát lộc. Đó. Rồi, đây một cây nằm ở trong cái bình như thế này nha. Đây, cái rễ bên trong đó nha cô chú anh chị. Đó. Cái rễ nè, nó xoắn lên hai cái rễ và nó đi lên cây. Và cây này nó là thế trực và thác đổ cho em nha. Thác đổ nha. Đây. Nhỏ nhỏ thôi, nhưng nó nhìn nó cũng khá là duyên nha cô chú anh chị. Đó, bên em cũng định hình tai chi ra hết rồi nha. Đây. Đó. Định hình tai chi hết rồi. Em xin phép được đo thông số của cây luôn. Chiều cao của cây là được 6 cm. Tán đổ của cây là được 8. Chiều cao mà từ tán đổ cho đến ở trên ha là được 15. Và chiều cao tổng thể của cái bình luôn với chiều cao ở trên là được 18. Còn cây này có tán ngang. Tán ngang của cây là được 5 thôi nha cô chú anh chị. Đó, cây khá là nhỏ luôn. Rồi, mình xin chia sẻ thêm nha. Nếu cô chú nào hôm trước nay đã mua cái dòng cây này bên mình rồi, cũng rất nhiều cô chú đã sở hữu cái dòng cây này bên mình, mà đôi lúc có chăm sóc như thế nào đó khó khăn hay cái gì thì cứ liên hệ với mình chỉ cho cách chăm sóc. Tại vì cái dòng cây này tương đối nó là khoảng cỡ chừng 20 đến 25 bữa là cô chú phải cắt tỉa một lần. Thì càng cắt tỉa vậy cây của mình nó mới sung tốt nha. Cắt tỉa theo cái định hình của cái cây mà mình đã định hình ra ha, cái ý thích của mình đó, mình muốn sửa lại như thế nào cho đẹp hơn đó, mình thường xuyên cắt tỉa nó, chăm sóc nó thì cái cây nó sẽ tốt hơn nha cô chú anh chị. Nó sẽ xanh mượt hơn, nó ra chi tược nhiều hơn nha cô chú anh chị. Đó, cái cây này là nguyên tắc nó vậy. Nếu mà mình để cái cây này mà lâu quá rồi là cái cây nó cũng sống cũng ấy hết đó, nhưng mà nó không được đẹp lắm nha, tại vì nó không có nhảy ra được nhiều đọt nhiều lọc nhiều nha cô chú anh chị. Đó, thì mình xin chia sẻ thêm, cô chú anh chị nào có sở hữu thì
có chăm sóc như thế nào đó cứ liên hệ qua bên mình chỉ cho cái cách để cho cái cây nó tươi tốt hơn nha cô chú anh chị. Rồi Zalo mà để mình liên hệ sẽ là 0902 781 725, đó cũng là số nhà điện thoại nhà vườn bonsai mini Thanh Ngân nha. Cây này thì bên em giao lưu với cô chú giá là 350. Cây này thì bên em sẽ reship. Rồi, em xin phép được qua cây số 4 lên cây số 5 ngày hôm nay. Tiếp theo sẽ là cây số 5 nhà vườn bên em giao lưu nha. Cây này là cây lâm dồ hay còn gọi là cây đề trắng nha cô chú anh chị. Đó. Đây em xoay một vòng cho cô chú anh chị xem nha. Cây này thì bên em cũng có uống rồi nè. Đó, có uống để tạo hình chi tay cho nó nha cô chú anh chị, để nhìn nó được đẹp hơn nha, cho nó có cái ra cái dáng nha. Cây này có một số cái khuyết điểm nha cô chú anh chị. Đây một cái vết cắt nè. Đó. Cái vết cắt này từ từ lâu ngày nó sẽ lành lại thôi nha cô chú anh chị. Tại vì cái loại lâm dồ này nó cũng dễ lắm, chứ nó không có đổi mà khó lành sẹo đâu. Mình về mình chăm là thời gian nó sẽ lành sẹo hết nha cô chú anh chị. Như dưới đây nè, nó đang cuốn sẹo lại nè, nó cuốn theo những cái dây cái này hết nè, nó ra rễ hết nha cô chú anh chị. Đó. Rồi, cây thì cũng khá là già nha cô chú anh chị. Đây, cái da nó sần sần lên hết nè, u gù lên hết nha cô chú anh chị. Đó. Rồi, em xin phép được đo thông số của cây luôn. Đầu tiên sẽ là hoành đế của cây là được 20. Hoành thân tại vị trí này nha. Hình cái nhánh. Hoành thân của cây là được 5. Chiều cao của cây là được 23. Tán dài của cây là được 18. Tán ngang của cây là được 12. Đó. Cây những cây như thế này á, thì bên em sẽ không bao ship nha. Bên em cây nào bao ship thì bên em nói rõ là bao ship, không bao ship thì bên em sẽ nói rõ luôn nha. Phí ship thì bên em sẽ báo cụ thể theo từng khu vực luôn, nên là cô chú anh chị mà ưng ý cây này á, liên hệ đến số điện thoại là 0902 781 725 hoặc là gửi Zalo qua cho em ha, rồi gửi cái địa chỉ cụ thể bên em ha, để em book thử ở dưới cái bưu điện xem là bao nhiêu phí thì bên em sẽ báo cụ thể cho mình luôn. Đó. Rồi cái này thì bên em giao lưu với cô chú anh chị giá là 250k, 250 nha cô chú anh chị. Đó. Rồi em xin phép được qua cây số 5 lên cây số 6 nha. Tiếp theo là cây số 6 nhà vườn bên em giao lưu nha. Cũng là cây lâm dồ hay còn gọi là cây đề trắng nha cô chú anh chị. Đây em xoay một vòng cho cô chú anh chị xem nha. Cây rất là già luôn. Hầu như là những cái vết cắt nó cũng còn một số cái khuyết điểm nhỏ thôi, hầu như là nó sành lại hết, nó liền lạc lại hết nha cô chú anh chị. Rất là già luôn. Đó, những cái chỗ này nè, không phải là nó bị ấy nha, bây giờ nó thành cái một cái khuyết điểm ha, nhưng mà nó cũng là nghệ thuật nha, rất là đẹp nha cô chú anh chị, như một cái vết lũa ha, liền lạc lại hết rồi. Còn một số điểm á là bên em cắt để định hình cây lại thôi. Đó, cho nên nó là nó còn chưa có liền, nhưng mà cái loại này á thì mình trồng dưỡng nó thì nó từ từ nó cuốn sẹo lại hết nha cô chú anh chị. Đây, những cái vết này thì nó nhỏ thôi, không sao hết nha. Ở những cái khuyết điểm rất là nhỏ của cây thôi. Rồi, em xin phép được đo thông số của cây luôn. Cây này thì nó có nguyên một cái bộ đế. Này là gọi là đế đặc nha cô chú anh chị, nó nguyên một cái khối lên như thế này ha. Đó. Rồi, hoành đế của cây là được 32. Hoành thân em đo tại vị trí này luôn đi. Tính ở chỗ này là ngay chỗ cái cổ, nó là dạng là cái cổ. Hoành đường kính ngay chỗ cái vị trí này là được 18 nha cô chú anh chị. Tán ngang của cây là được 6. Tán dài của cây là được 15. Chiều cao của cây là được 10. Rồi. Cây già nha cô chú anh chị, những cây này là cây bên em sưu tầm mới có nha. Sưu tầm nha. Cho nên là nó mới có được cái độ già như thế này nha cô chú anh chị. Rồi, cây này bên em giao lưu với cô chú anh chị giá là 350, không bao ship nha. Cây này bên em không bao ship. Cô chú anh chị ưng ý liên hệ đến số điện thoại hoặc kết bạn Zalo là 0902 781 725. Em xin phép được qua cây số 6 lên cây số 7 ngày hôm nay. Tiếp theo là cây số 7 bên nhà vườn bên em giao lưu ha. Cũng là cây lâm dồ nha cô chú anh chị.
Cây này thì nó cũng rất là già nha. Đây, hầu như là nó như nguyên cái bộ cũ luôn nha cô chú anh chị. Đây, xoay một vòng ha. Rồi rất là già luôn, da nó là lên sần sần hết rồi nha cô chú anh chị. Rồi, nó như nguyên một bộ củ đặc luôn, nằm ở dưới luôn nha cô chú anh chị. Và bên em chừa lại cho nó được 5 cái chi nha. 1, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, đó. Định hình cho nó là được 5 cái chi nha. Rồi đang phát triển rất là tốt luôn. Rồi em xin phép được đo thông số của cây nha. Bộ hoành đế của cây là được 22. Này thì bên em tán ngang của cây là được 10. Tán dài của cây là được 20. Đó. Này là nguyên chiều cao. Chiều cao em đo tới cái phần này nha, tại vì nếu mà đo bộ cũ thì chiều cao của cây là được 9. Còn nếu mà bộ cũ đo lên thì nó rất là nhỏ nha cô chú anh chị, nó chỉ được tầm khoảng 3 xăng thôi. Rồi cây này bên em giao lưu với cô chú anh chị giá là 200k, không bao ship nha. Những cây như thế này thì bên em không bao ship, nhưng mà cái phí vận chuyển thì em nhắm thì tầm khoảng cũng không khoảng dưới 50 nha cô chú anh chị, em nhắm thôi nha, chứ tùy theo cái khối lượng với lại kích thước mà mình đóng hàng nữa, với lại cái chi phí vận chuyển là tùy theo khu vực nó sẽ có mức chênh lệch khác nhau nha. Rồi em xin phép được qua cây số 7 lên cây số 8 ngày hôm nay. Tiếp theo sẽ là cây số 8 ngày hôm nay bên em giao lưu nha cô chú anh chị. Cây này là cây rùa đỏ. À, em xoay một vòng nha, cây rất là già luôn nha cô chú anh chị. Cái da của nó nè, nó sần sần lên hết luôn nha. À, thuộc dạng là nó giống như da cá sấu đó cô chú anh chị. Cây rất là già nha. Rồi cây nó có một cái vết cắt ở ngay cái phần đầu, tại vì bên em định hình cây ha. Đó, nhưng mà cái vết này á, thì từ từ nó sẽ cuốn lại, nó sẽ liền lại hết luôn nha cô chú anh chị. Đó. Rồi cây này bên em sẽ bán với dạng là cây phôi thôi. Đó. Và cây này thì được trồng trong cái hộp này cũng rất là dễ để vận chuyển, tại vì cây nó cũng khá là thuần rồi, tại vì nó lên là cô chú anh chị có thể thấy ha, cây rất là sung và tốt luôn nha. Đó. Rồi em xin phép được đo thông số của cây luôn. Đầu tiên là hoành đế của cây là được 37. Hoành thân tại vị trí này là được 19. Rồi chiều cao của cây. Chiều cao em đo tầm này nha. Chiều cao của cây là được 27 xăng, được 27. Tán ngang tán dài em đo sơ lược qua cho cô chú anh chị ha. Tán ngang tán dài là được khoảng tầm 20. Rồi cái này bên em giao lưu với cô chú anh chị giá là 400k, không bao ship nha. Rồi cây 400k không bao ship, của chú anh chị ưng ý liên hệ đến số điện thoại là 0902 781 725. Cây này cũng là cây cuối clip ngày hôm nay mà bên nhà vườn bên em giao lưu cùng cô chú anh chị. Cũng là rất cảm ơn cô chú anh chị đã luôn ủng hộ với kênh Bonsai Mini Thanh Ngân. Cô chú anh chị nào mới biết đến kênh của bên em thì ngừng lại một xíu, cho bên em một cái dấu theo dõi nào, một nút like để bên em có nguồn động lực để làm những cái clip nhiều hơn nữa ha. Và kính chúc sức khỏe cô chú anh chị xem clip được vui vẻ và nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong clip ngày mai.